Ngành sản xuất của Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về chuỗi cung ứng do dịch virus corona gây ra, Bộ Công Thương Việt Nam cho Reuters biết ngày 21 tháng 2. Bộ Công Thương nói Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc về vật liệu và thiết bị. Điều này làm cho đất nước trở nên dễ bị tổn thương khi dịch bệnh corona bùng phát. Bộ cho biết thêm rằng Samsung, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam, là một ví dụ. Dịch bệnh sẽ có tác động tới việc sản xuất hai mẫu điện thoại mới, vì hầu hết các linh kiện của hãng này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Việt Nam ngày 20 tháng 2 đã nới lỏng một số hạn chế về kiểm soát y tế đối với thương mại xuyên biên giới để thúc đẩy hoạt động kinh tế. Nhưng một số biện pháp nghiêm ngặt vẫn còn được sử dụng. Mặc dù Bộ Công Thương chưa ghi nhận bất kỳ nhà máy nào bị đóng cửa vì dịch corona, nhưng các nhà sản xuất ô tô và điện tử đang gặp thách thức lớn trong việc bảo đảm các nguồn cung ứng vật tư, hàng hóa thay thế, cùng với quản lý hàng tồn kho. Các doanh nghiệp điện tử Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bắt đầu kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ trước nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất vì chưa thể nhập khẩu từ thị trường lớn như Trung Quốc do sự bế quan tỏa cảng, phòng ngừa dịch bệnh của cả hai phía.